Chuyên mục kiến thức lịch sử của kênh YouTube Never CLK xin kính chào quý khán giả. Câu hỏi kỳ này: sau khi quân nhà Trần chiếm được cửa Thị Nại thì tiếp tục tiến đánh kinh thành Đồ Bàn của nhà Chiêm Thành, đúng hay sai? Chúng ta hãy cùng thảo luận đáp án dưới phần comment nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Oof.